mình là Adrian Anh Tuấn. Như các bạn cũng thấy thì hôm nay ekip đang thực hiện một bộ ảnh cho bộ sưu tập mới của mình, bộ sưu tập Chào Mùa Hè năm 2015, lấy cảm hứng từ một cái rất là mới, đó là giác quan thứ bảy. Lý do mà nó có tên là giác quan thứ bảy là vì đây là một bộ sưu tập rất là đơn giản, những đường cắt rất là đơn giản, chất liệu và màu sắc chỉ là màu đen và màu trắng, để tạo lên một bộ sưu tập cực kỳ đơn giản nhưng mà cực kỳ tinh tế. Tại vì cuộc sống đã quá nhiều sắc màu rồi nên Tuấn muốn có một bộ sưu tập nó nhẹ nhàng và nó thuần khiết hơn. Là một người đã sử dụng điện thoại HTC rất là lâu rồi, có thể nói là một fan rất là trung thành của HTC. Thì với điện thoại M9 lần này có một cái tính năng rất là đặc biệt, đó là Double Exposure. Mình có thể sử dụng được ngay. Thì như hồi nãy Tuấn cũng nói là cái bộ sưu tập nó rất là thuần khiết và rất là đơn giản, chỉ có hai màu là đen và trắng thôi, nhưng mà Tuấn rất là yêu thích những cái khung cảnh xung quanh mình. Và với cái chức năng này thì mình có thể thể hiện nó, thể hiện những cái khung cảnh xung quanh trên cái bộ sưu tập của mình, nên đây là một cái chức năng mà Tuấn rất là yêu thích. Oh,